Xin kính chào tất cả mọi người. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu chiếc CD mà clip trước Khôi đã test với con em đèn Tango. Đó là CD Acouphase DP60, một trong những cái model được xem là cao cấp, rất là đỉnh của cái hãng này. Thì về tình trạng nên zin tuyệt đối nguyên bản, không tút tát, không xì ba nha. Rồi đời các cái dòng của Acouphase nó có cái mã gỗ rất là đẹp này, nhìn rất là thích ha, thích luôn. Hai cái mã gỗ này là sơn mài bóng, sơn mài gọi là piano đó nha, sơn bóng đó. Nguyên zin đây, không có xì ba nha, không có xì ba sơn tút còn bồi nè, tại vì mình kê gác bạn nó quay rất rõ. Và đặc biệt cái mặt này đẹp, không lông mèo lông chuột, không son phấn ha. Đây, nhìn anh em đó, quay kỹ lưỡng như vậy luôn á. Đó, thì để anh em cùng xem là đúng cái sự thật của nó ha. Đó, ok chưa, tuyệt phẩm luôn. Đó, rồi kể cả cái nắp này cũng chưa có xì ba luôn nha, chưa xì ba luôn, chân chén còn đầy đủ luôn, chân chén còn đầy đủ, chân ở dưới này nè. Đấy, anh cùng xem. Đó, đây có để nghiêng cho anh em cùng xem. Đó, mấy cái chân rất quan trọng này, mua không có nha, mấy chân này mua không có nha. Nếu mà mua được mấy cái chân này cũng phải mất 2 triệu một cái, 500 ngàn đó. Nhưng mà không có để mua, nên những cái con này gọi là chân chống rung, chống rung đó. Vừa chân bảo vệ mà vừa có cái miếng lót để chống rung này. Đó là đặc điểm của thằng hãng Acouphase nha, anh em lưu ý. Nên nó sẽ có những cái mức giá khác nhau về cái sản phẩm này. Yêu cầu là phải zin và phải đẹp, đó là về Acouphase nha. Mắc là mắc vì cái đẳng cấp nó là như vậy đó nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ dòng cao cấp này Khôi sẽ tháo ra, tháo cho anh em xem được cái ruột gan bên trong nha. Rồi đợi Khôi trong giây lát Khôi sẽ tháo anh em cùng xem. Đây mọi người, một cái chiếc CD mắc tiền thì mình phải tháo ra để anh em cùng xem được cái ruột gan. Đây cái đĩa CD mà Khôi test này, test cái clip trước và test rồi đang còn này, tuyệt vời ha. Thật sự không biết nó quá đẳng cấp, nhìn lên kìa nó thôi nó đã rồi ha. Sắp xếp rất là trình tự và ngăn nắp anh em ha. Đó, ok. Thì đây hai cái nguồn này, nguồn nguồn xuyến ha, chạy hai phần riêng biệt, digital và analog. Đấy, quá tuyệt vời. Thì cái con này này nó là đây hai cái con dài mạng này. Đấy, con 74HC ha, 74AP, hai con anh em nhé. Rồi ok, thì nó chỉ có vậy thôi, ai cũng biết rồi. Đây nè, BCM58B, hai con này, hai phần riêng biệt này. Đấy, đây này, tất cả ở đây là đôi hết nha, nè đôi hết. Rồi nói chung là hãng nó có sao thì nó y vậy đấy. Con CD thì những cái dòng cao cấp này thì anh em cứ sử dụng mãi mãi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, hết đời người của mình cũng chưa bao giờ mà sợ nó hư. Mắt đồ các thứ là đều là thông dụng nha. Rồi ok, Khôi kết thúc clip ở đây. À, cái clip phía sau này lúc nãy tôi quên, chưa kịp xoay cho anh em xem. Đây nè, điện sử dụng 100V ha, 100V, 20W, 20W là công suất tiêu thụ thôi, nhưng mà tiếng nó rất dày. Hai cổng này chưa dùng nữa nè, digital và ba lăng. Cái cổng ba lăng này này, nếu mà anh em nào mà có các âm ly hoặc mà có sử dụng ba lăng á, nghe được tiếng này rất là hay. Còn dải mạ nằm ở đây nha. Tuy nhiên đây cái dải mạ này là output, out ra đó, chứ không phải là in vào nha, anh em lưu ý nhé. Còn đây mình sử dụng hai cổng này ha, hai cổng này. Ok, rồi xong ha. Thì con này thì không có khỉ nha anh em. Đó, nói rõ luôn cho nhiều người mua xong rồi mới hỏi có khiển không, rồi không mua. Đó, chuyển tiền rồi đòi đến lấy lại tiền đó. Nếu mà có khiển thì người bán họ cũng đưa lên rồi ha. Rồi ok, rồi đã nói xong. Đó, về cái mức giá này thì con này ai cũng biết rồi, trên thị trường các shop chuyên bán Acouphase rồi thì có giá là trên 20 triệu, hai mấy triệu á. Còn Khôi ship về nó rẻ hơn thì Khôi sẽ bán rẻ hơn, dưới 20 triệu nha, dự trị dưới 20 triệu. Đó, còn giá tham khảo được trên 15 triệu. Thì để khỏi phải so sánh thì anh em cứ tham khảo và thiện chí alo, Khôi sẽ chốt giá tốt nhất. Giống như mấy ngày hôm nay có nhiều người cứ nhắn tin, nhưng mà một số anh em thiện chí thì alo cái là vào việc liền. Tại vì cái mức giá cho cái mùa hè này cực kỳ tốt ha. À, rồi, thì Khôi sẽ edit lại cái phần mà test chất âm với cái con âm đèn này này. Khôi mới bay xuống này, bay ra ngoài để làm clip về con CD.
anh em cùng nghe thử. Vẫn mãi